chuyến hành trình trải nghiệm này chúng ta có 2 ngày 1 đêm với các điểm đến nó cũng không quá xa, khá là thú vị và phù hợp trong chương trình học tập. Thì mong rằng là tất cả những cái gì đã được bàn tính là nội quy đã đưa ra thì đề nghị chúng ta thực hiện thật nghiêm túc. Chúng ta sẽ có cái chuyến trải nghiệm này để cho những chuyến trải nghiệm khác, và đặc biệt là chuẩn bị cho khối 12 sang năm chúng ta có những chuyến đi dài hơn, học tập được kinh nghiệm và trải nghiệm được nhiều hơn. Xin chúc cho toàn thể đoàn trường chúng ta sẽ có 2 ngày 1 đêm thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Thì mình vừa là đi chơi vừa đi học. Hy vọng rằng là chúng ta đi chơi nhưng mà không quên nhiệm vụ. Mình nhắc nhau rồi đúng không? Chơi hết mình, học cũng hết mình. Đồng ý không ạ? Nha. Ok. All of the stars turning blue, the fire we had frozen, eyes waking up, we got some living to do. Never gonna give it up, never gonna let you go, it's all been waiting for you. Never gonna give it up, never gonna let you go, we got some living to do. Good day, good day, I can't wait, get ready, here comes a good day. Oh, 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 here comes a good day. Oh, 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 here comes a good day. Rivers to oceans, an echo and sound, the light is calling on you. Amazing, amazing, amazing.
Trước anh linh tổ tiên cùng dự lễ dâng hương hôm nay,
chúng con có thầy giáo Nguyễn Đức Đại, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Đỗ Phương Thảo, phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Nghị, trưởng ban phụ huynh nhà trường, cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo, 364 học sinh khối 11, đại diện cho các bậc phụ huynh cùng hành hương về đất tổ, thành tâm thắp nén tâm nhang để chiêm công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Tomorrow there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give today. It's a good day to live. Cha mẹ học sinh chúng tôi phối hợp với nhà trường và được sự đồng ý của sở đã tổ chức cho các con khối 11 của trường phổ thông dân tộc Đồ Sơn là đi học tập và trải nghiệm với chủ đề là từ nhà trường tới giảng đại học và từ nhà trường đến nhà máy. Thì hai hôm vừa rồi hành trình của chúng tôi từ hôm qua hôm nay, ngày đầu tiên chúng tôi có hành trình từ nhà trường đến với nhà máy Super Phúc Phát Lâm Thao trên Phú Thọ. Thì các con đã được hành trình và tham quan khuôn viên cũng như các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Thực tế các con đã được nhìn thấy nguyên liệu đầu vào của nhà máy và thành phẩm của nhà máy ra là những cái gì. Thì đây là một cái bài học mà có thể các con học được trên thực tế khi đi tham quan các dây chuyền sản xuất của nhà máy Thủy Điện Tâm Thao. Và
Chúng tôi cũng rất muốn là cho các con được thăm tận các dây chuyền sản xuất trong xưởng, nhưng vì cái điều kiện về trang bị bảo hộ của nhà máy không đủ cho đoàn của chúng tôi. Và chúng tôi có khoảng gần 400 học sinh, mà trong đó nhà máy thì với thông báo của các lãnh đạo nhà máy này chỉ có trên 100 bộ của thôi, nên là không đủ đảm bảo an toàn, nên chúng tôi không đưa các con vào thăm trực tiếp trong các dây chuyền sản xuất được, mà chỉ ngồi trên xe để tham quan bên ngoài. Nhưng cũng đã được trên nhờ các em hướng dẫn viên cũng như các nhân viên của nhà máy thuyết trình, các em nắm rất là rõ về cái nhà máy thu kéo nguyên sao này được thành lập từ bao giờ, rồi sản xuất ra những cái gì. Thì cái này là một trong cái bài học và các con có thể nói là cái kế hoạch đi trải nghiệm và tập có bài kế hoạch nguồn thu. Sau đó buổi chiều thì chúng tôi đưa toàn thể khối học sinh của khối 11 của trường đến với Đại học Hùng Vương. Cũng rất là may là được bên các đồng chí trong ban giám hiệu cũng như phần và phân công cho các đồng chí bên các tổ trưởng chuyên môn rồi cũng đã đưa đoàn giới thiệu rất là rõ ràng và kỹ càng với khu Đại học Hùng Vương trên Phú Thọ. Thì các con là được thực tế tham quan toàn cảnh cũng như ký túc xá rồi các phòng học tập thực tế với mô hình của trường đào tạo đại học. Các con đã học được, ví dụ các con được qua được các trường, các phòng như về học về kế toán, rồi thực hành các lĩnh vực khoa mỹ thuật thì có múa, rồi đến với khoa y thì có các dụng cụ cũng chuẩn như là trong bệnh viện để thực hành và các dụng cụ đầy đủ như thế, cũng như là có như rất là nhiều khoa nữa, nhưng mà với số lượng học sinh tương đối đông nên thành ra là chúng tôi cũng cùng với nhà trường các đồng chí trên đó là chỉ đưa tham quan được một số và là những phòng đào tạo chính để cho giới thiệu với con, và trong đó trong hình như chúng ta là có qua được cả khu vực về đào tạo khoa về du lịch nữa, về tha chế nấu nướng cái thứ đó cũng có đủ hết. Thì sau đó thì được nhà trường bố trí về hội trường trung tâm của nhà trường, và nhà trường đã giới thiệu các ngành nghề cũng như các ngành đào tạo chính của nhà trường. Thì tôi cũng ngồi được nghe được và nhìn thấy các con nghe rất là chăm chú, và được nghe thông báo nhà trường hiện tại đang đào tạo 27 trên 35 ngành chính của các hệ đại học cũng như cao đẳng. Thì các con đã có một cái dịp là phải nói là rất là bổ ích, cái rất là ý nghĩa để các con nghe được các thuyết trình của các đồng chí phụ trách về chuyên môn đào tạo của nhà trường, nói để cho các con hiểu được mô hình của trường đại học như thế nào, đào tạo những phân ngành gì, và các con cũng có một cái buổi có thể nói là ra giao lưu rất là thành công với các anh các chị sinh viên, và đặc biệt là có một số bạn sinh viên nào của Trung Quốc cũng đang học tập tại trường Đại học Hùng Vương. Và đấy là buổi chiều hôm qua đấy, đây là ngày đầu tiên của chúng tôi ấy, thì có thể nói là kết thúc một chuyến trải nghiệm và đưa các con từ nhà trường đến nhà máy, sau đó là đến giảng đường đại học, là phải nói là kết thúc một ngày tham quan rất là trọn vẹn, và các con đã học được rất là nhiều bổ ích. Và thực tế đây là một trong những cái các con nhìn thấy và tạo động lực cho các con có động lực để học tập, phấn đấu làm sao mình có thể có bước chân vào cái ngôi trường đại học như thế này. Cái này là một trong những cái mục đích mà ban đại diện cho mấy học sinh cũng như ban lãnh đạo nhà trường tổ chức cho con tham quan trải nghiệm, để các con nắm rõ được, các con đi thật thì con mới học được và có thêm kinh nghiệm. Thì đây là cái mô hình mà có lẽ tôi nghĩ rằng là sẽ nhân rộng cho các khối, không những là khối 11, có thể là khối 10, khối 12 tháng 5. Thì cũng là để cho các con đi thực tập, nó trải nghiệm để nó gần hơn. Ví dụ như khối 12 chẳng hạn thì là đi sẽ hướng nghiệp có thể là kỹ hơn một chút nữa, để các con có thể đặt và chuẩn bị cái hành trang của mình để bước với ngôi trường đại học. Chúng ta có thể chọn ngành nghề và nó dễ hơn. Đó. Còn đến ngày thứ hai của chúng tôi thì hôm nay chúng tôi đưa các con về với cái chủ đề tiếp theo ấy, cũng trong chuyến hành trình cũng rất là quan trọng, cũng là chúng tôi đưa các con về những nơi gọi là địa chỉ đỏ. Thì sáng nay là chúng tôi đưa các con lên về với đất tổ Linh Thiêng.
là một trong những nghĩa là các thời vua Hùng đã phụng dựng nước và nhà nước lấy linh hiệu đầu tiên của chúng ta là những Văn Lang để các con hiểu về lịch sử nguồn cội cha ông rồi tổ tiên. Đây là một trong những cái liên quan đến lịch sử và có lẽ là một cái hướng để cho các con hiểu hơn về cái nguồn cội dân tộc Việt Nam chúng ta như thế nào. Thì ở đây là một trong cái điểm mà đoàn trong nhà trường đã tổ chức để cho các con có một cái chuyến hành trình mình gọi là hành hương về đất tổ ấy, thì là đi để các con thu gặt hái được một cái kinh nghiệm và một cái bài học về truyền thống của dân tộc ta. Sau đó thì buổi trưa đưa phi đoàn nghỉ ngơi xong, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các con về tham quan một cái địa chỉ có thể nói là thể hiện đúng tất cả những cái phẩm chất nét đẹp của toàn thể tất cả các anh em trong dân tộc là dân tộc Việt Nam. Thì là chiều hôm nay chúng tôi sẽ đưa các con về làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô ở Sơn Tây, nơi có 54 thành phần dân tộc của chúng ta, là một có thể nói một địa chỉ để các con về để học hỏi cũng như tham quan tìm hiểu về các thành phần dân tộc anh em trong làng đã được quy tụ về làng văn hóa Đồng Mô, để các con hiểu hơn nữa về nguồn cội về dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì hy vọng là buổi chiều hôm nay là các con sẽ có một chuyến trải nghiệm tại làng văn hóa Đồng Mô thật là vui vẻ, ý nghĩa. Và hơn nữa là chúng tôi sẽ tổ chức cho các con một chương trình tim bô linh để các con thể hiện về khả năng, về trí thức của mình cũng như sự đoàn kết gắn bó trong những cái buổi hoạt động chung lớn như này, để đi giao lưu với các khối, các bạn ở trong cùng khối. Đấy, thể hiện cái sự đoàn kết gắn bó trong lớp với nhau, rồi để các con có một cái buổi chơi thật là vui vẻ và có một chuyến đi gặt hái về thu hoạch thành công. Tôi rất là mong nhà trường, ban đại diện nhà trường, rồi bên đại diện trên nhà học sinh là sẽ cố gắng làm sao tạo điều kiện để tổ chức cho các con của các khối có những cái buổi trải nghiệm thật là bổ ích và ý nghĩa như thế này.